Hi, salut, xin chào. Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Nga. Không biết mọi người có nhận ra không, nhưng mà Nga đang bị ngạt mũi với đau họng á, cho nên cái giọng của Nga nó kỳ kỳ. Chuyện là Nga đã bị bệnh suốt 2 tuần nay rồi, cho nên là mãi không ra được cái video mới nào hết. Mấy bạn nào mà subscribe cái kênh của Nga chắc là phải có cái độ kiên nhẫn cao lắm luôn á. Chứ ai đời làm YouTube như Nga cả tháng mới ra được một cái video, mà vlog thì lại toàn bị trễ 1-2 tháng mới ghê chứ. Cho nên mỗi lần có bạn hỏi thăm khi nào có video thì Nga vừa cảm thấy biết ơn mà vừa cảm thấy có lỗi khủng khiếp luôn. Bây giờ Nga đã đỡ bệnh hơn rồi và cũng không còn đi du lịch nhiều như hồi hè nữa, nên Nga sẽ cố gắng làm video đều trở lại. Video ngày hôm nay là nhật ký những ngày đầu tháng 9 của Nga. Lúc đó thời tiết vẫn còn khá ấm áp cho nên Nga cũng có nhiều hoạt động. Chúc mọi người có thời gian xem video vui vẻ nha. Chào mọi người, hôm nay phải nói là trời đẹp siêu cấp vô địch luôn. Nga đang mang cái cây này qua tặng cho bé Vân. Vân nó mới chuyển sang nhà mới. Hôm nay hai chị em sẽ hẹn gặp nhau và đi đổi tiền luôn, bởi vì tụi mình sắp đi du lịch chung. Vân ở trong rồi nè. Hello Vân, Vân nó mới đi tha đồ về. Đúng là những người mới chuyển nhà có khác. Đây, chú chị mọi người, đây là chiếc cầu thang của những nhà trọ Bruxelles. Đi cái này mà không tháo khẩu trang ra chắc ná thở. Mới vô là phải ngồi lên cái quạt này rồi. Trời ơi, chứ không nóng lắm. Cho ngươi bên phải á, cho nó sáng bên phải. Nó rủ xuống. Lâu lâu phải xoay á, để cho nó hướng ra đúng hướng nắng á. Mỹ phẩm ngày hôm nay của Vân. Cho một vòng nhà Vân cho mọi người xem. Nói chung là hạnh phúc của sinh viên mà khi được đi du học và ra ở mình đó, đó là thuê nhà và tự trang trí nhà của mình. Đặc biệt là Vân thích đi lụm. Nghe đùa vậy thôi chứ nó hay lên trên marketplace ở trên Facebook ở đây á, để mua những cái thứ rất là vintage như thế này. Tranh ảnh rồi bình nè. Đây cái lệ phẩm đẹp nhất. Với cây quạt này cũng hay. Bây giờ Nga sẽ đi chợ châu Á rồi về. Lâu rồi Nga không có đi chợ châu Á. Mọi người biết tiệm bánh này không? Đây là tiệm bánh rất là nổi tiếng của Paris á. Ở đâu cũng có, góc đường nào cũng có. Ôi trà chưa, trà chưa. Hôm nay trời xanh không được ngượng mây luôn. Thích dễ sợ. Đi về thôi. Bữa ăn cuối tuần đơn giản của Nga. Hôm nay Nga mua được cái bánh tráng gạo lứt đó mọi người. Lần đầu tiên ăn luôn. Thực ra thì cũng không thấy vị khác gì. Xin chào mọi người, hôm nay là thứ bảy. Và bây giờ đã là buổi chiều rồi mà Nga mới bước ra đường. Bây giờ Nga sẽ đi gặp Phương và anh Thảo. Tự nhiên cuối tuần chắc là muốn đi lên đây chơi cho đỡ bí bách ở nhà. Cho nên là hai người đó rủ Nga đi. Mà bây giờ Nga cũng đi ra ngoài để đi shopping nhé. Phải đi mua sắm một đồ, đồ mới để mặc để chuẩn bị đi chơi. Hôm nay trời nắng đẹp ghê. Vui quá. Khu này là kiểu khu mua sắm cũng khá là nhộn nhịp. Không biết Netflix đang có sự kiện gì mà nguyên một căn nhà họ kiểu quay lại. Thì mình đã xếp hàng được nửa tiếng chưa? 45 phút chưa?
Lắc gần tiếng hả? Nhích được 3 mét. Vì những chai nước miễn phí. Không biết là được những cái gì nhưng mà cứ đứng đã. Chỗ này là quảng cáo cho phim Into the Night của Netflix. Cái series năm ngoái ra một phần rồi. Series năm ngoái sẽ có mình nha các bạn. Hãy đón xem, like, share, subscribe. Ông bộ, bộ nó không dám quay lại nhìn mặt nó. Đây là những thứ quà tụi mình sẽ được nhận free. Phương đang check. Xíu nữa vô là nó chỉ có nhắm vô Bỉ. Bỉ với lại Đức. Thôi thôi, Đức là sữa này. Thôi phải sô-cô-la. Đây nước này lúc à, Ba Lan nha các bạn. Ông Thảo vừa mới vô rồi. Còn hai chị em. Chị này chỉ kêu là vô được có 15 giây thôi, không biết là có kịp quay cái gì không. Thôi chắc là khỏi quay, ngay vô ngay lấy đồ mọi người. Người tập trung chuyên môn này. Mới công bố được thành phẩm. Mọi người ngay vừa mới ra nhìn nè. Concept là cho mình vô đó 15 giây. Xong rồi trong vòng 15 giây phải gom hết tất cả mọi thứ đồ để rồi bước ra khỏi cái vùng đó đúng không? Dạ. Nếu như mà không bước ra khỏi cái vùng đó thì sẽ mất hết đồ. Nhưng mà mình đi trễ hơn 15 giây. Nhưng mà bạn nó vẫn cho. Nhà tài xin xỏ mình vẫn được. Tại vì đơn giản là tại vì cái bạn đó bạn không có nói được tiếng Anh thôi. Bạn không có đòi được. Bạn Phương đã đi ra. Đây, người con gái này sắp mở kênh nha mọi người. Nga sẽ giúp nó debut. Nếu mà có link thì Nga sẽ gắn link cái này cho mọi người xem. Xin chào, buổi sáng chủ nhật. Bây giờ mọi người thấy đấy, dạo này Nga ra đường rất là nhiều. Bây giờ Nga đang trên đường đi đến nhà của Bob để ăn sinh nhật Phương. Hôm qua mới gặp Phương xong, giờ để xuống ăn sinh nhật nó. Mấy hôm nay thời tiết đẹp ghê, cảm giác như là mùa hè đến muộn rồi đó. Tàu của Nga tận 10:04 mà bây giờ mới có 10:25. Trời ơi, tôi sớm quá. Để đi vòng vòng ga tàu ở đây cho mọi người xem là nó có cái gì. Ga tàu ở Bỉ thì lúc nào cũng phải có một cái panos hay là pano gì đấy. Đây là nơi mà bán bánh mì, sandwich này nọ. Và sẽ có những cái nơi kiểu sửa xe, bán những cái phụ tùng xe đạp. Vending machine, chắc chắn rồi. Thấy có mấy bạn đang tập nhảy ở đây nè. Ở trong đây kiểu rộng ấy. Cho nên là ở dưới thì các bạn tập nhảy. Còn ở trên thì chơi nào là skateboard, patin vân vân. Dreams, baby. What can I do when I'm in? Không biết là mình có giải đua xe hay gì đây. Hello Ajinomoto. Ồ, YouTuber mới nổi. Đang làm gì đây? Đầu bếp chính. Sáng giờ làm việc cực nhọc quá. Happy birthday to you. Happy birthday. Bây giờ chúng ta hãy đi đâu? Chúng ta sẽ đi food truck festival food.
Seafood tao chưa ăn. Bụng bự vậy nè. Trời ơi, nó mập lắm trời. Không, mình ăn, càng ăn càng ướt. Tại vì mình đi ra đó rất xa, đi 10 phút lận. Tuy là thành phố sinh viên đông đúc nhộn nhịp nhất gì ở Bỉ, nhưng Leuven vào ngày Chủ nhật thì lại yên bình như thế này nè. Phần là vì mọi người hay chọn Chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi ở nhà, mặt khác là vì các bạn sinh viên người Bỉ thường về nhà vào cuối tuần, đến tối Chủ nhật mới quay trở lại, cho nên Leuven vào cuối tuần cũng khá là yên ắng. Tuy nhiên vào những ngày thời tiết đẹp thì sự yên ắng này của Leuven sẽ bị phá vỡ bởi một cái hội chợ nào đó, ví dụ như cái này nè. Cái hội chợ này thì cũng bé bé thôi, ở đây thì có những cái local food truck như thế này, chắc là vừa để tạo điều kiện cho các nhà hàng địa phương có thể quảng bá, vừa tạo ra một hoạt động cuối tuần thú vị để mọi người ở đây có thể tận hưởng được cái thời tiết ấm áp như thế này. Sau cái hội chợ nhỏ đó thì tụi mình di chuyển ra một cái hội chợ lớn hơn, nhộn nhịp hơn. Tại vì cái bar này nè, muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh trong ngày sinh nhật của mình. Đây, tới rồi đây. Trời ơi, bà rủ mãi mà không ai đi cùng bà. Thế là ông bồ của bà phải ngậm đắng nuốt cay. Dòm từ xa đã muốn tiền đình rồi, ai mà dám bước lên đối với bà không biết nữa. Và đây là 5 phút sau. Và đó là tuần đầu tiên trong tháng 9 của Nga. Tuần sau thì Nga sẽ đón hai vị khách rất là dễ thương từ Paris sang chơi. Trong đó một người là YouTuber, mọi người có đoán ra được ai không? Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.